giảm mỡ bụng chỉ có thâm hụt calo và tập cardio toàn thân thôi, chứ tập theo cái này thì sẽ to hơn đó. Cái vấn đề này nó còn nhiều cái góc độ và cách nhìn rất khác biệt nhau. Ở chỗ điều đầu tiên á, bạn phải định hình là những cái bài tập mà tôi up cho những một nhóm đối tượng đó đôi khi nó không đúng với bạn, bởi vì bạn không có nằm trong cái đối tượng đó. Thứ nhất, cái nhu cầu cơ thể của mỗi người nó rất là khác biệt. Có người người ta chỉ muốn cái bụng của ta cho hơi dư chút mỡ, người ta chỉ muốn giảm xíu mỡ thôi. Có người ta muốn, không phải là ai cũng có nhu cầu về việc giảm mỡ toàn thân hay là nét bụng đâu các bạn. Được, người ta cái nhu cầu là tập luyện thể dục để người ta khỏe hơn, người ta ngăn ngừa bệnh tật, người ta ngăn ngừa các vấn đề về bệnh lý của cơ thể. Đó, người ta muốn cơ bụng nó khỏe hơn để nó đỡ cái thắt lưng. Đặc biệt là những người ngồi văn phòng người ta hay dễ hay bị tổn thương cái đốt sống L4, L5. Nên khi á, giả dụ như á, ví dụ như một cái bài tập plan trong chương trình tập online The của Ryan Love Fitness đúng không? Ghi ở đây là plan cơ bản khuỷu tay 4 hiệp 30 giây đến 45 giây đó. Bài tập này sẽ bấm giờ tập trong 7 phút và các bạn tập theo khi mà bạn đã đăng ký khóa học online của Ryan Long Fitness. Ví dụ như vậy, đó là một cái bài tập bụng. Bài tập bụng nó không chỉ có cái nhiệm vụ là giảm mỡ ở cái khu vực chỗ bụng một ít, mà nó còn có cái nhiệm vụ là làm cho bạn khỏe hơn về mặt sức bền, mặt thể lực. Ví dụ như cái bài plank này ha, nó là một cái bài tập cơ co, là cái phần cơ lõi của cái phần cơ bụng. Nó làm bạn khỏe hơn trong cái việc bạn thăng bằng, nó làm bạn khỏe hơn trong cái việc sự linh hoạt của cái cơ thể. Mà tổng quan các yếu tố mà bạn muốn giảm mỡ, nó còn có phụ thuộc những yếu tố sau. Nó phụ thuộc vào việc là các bạn A này, bạn ấy chỉ thích hay phù hợp đối với những cái bài tập cardio. Bạn B này chỉ thích hay phù hợp đối với những cái bài tập tạ khác nhau. Nó khác nhau nha. Đó, ví dụ như các bạn bạn B, bạn ấy chỉ thích tập tạ những cái bài cuốn tạ, nâng tạ mặc dù bạn ấy là nữ. Đó, thì khi vào cái chương trình đó, Run Long Fitness mình sẽ thiết kế cho những bạn đó những cái bài tập với những cái chỉ số dữ liệu khác nhau. Còn bạn B vào một cái chương trình khác sẽ được thiết kế những cái bài tập với những cái chỉ số dữ liệu khác nhau nữa, phụ thuộc vào cái việc là bạn ấy thích tập cái gì. Ví dụ như cái bạn A, bạn ấy chỉ có điều kiện để bạn ó tập ở nhà, và bạn ấy cái nhà bạn đó bạn ấy không thể tập được những bài chạy nhảy, thì rõ ràng là tại sao, ví dụ bạn ở chung cư đi, bạn nhảy rầm rầm hàng xóm lên chửi bạn chết hả, đúng không? Thì cái chương trình nó phải được thiết kế, thì mình sẽ thiết kế những cái bài tập để bạn tập với những cái bài tập với tạ, bạn vừa tổng hợp toàn thân, bạn đốt calorie, và trong đó tất nhiên bạn phải có bài tập bụng để bạn tập sự thăng bằng, sự quen của cơ thể. Rồi, nó cũng có một cái trường hợp khác, đó là ví dụ như bạn C, bạn ấy vừa thích tập cả hai nhưng mà bạn ấy không thích tập cái bụng, thì vì mình khi mà bạn thiết kế những chương trình đó, mình sẽ giúp bạn tăng giảm những cái bài tập để mà thay đổi. Đó, ở đây nói ra vấn đề để bạn hiểu là những cái bài tập, có những cái bài tập nó giảm mỡ toàn thân, có những cái bài tập nó đốt cái năng lượng toàn thân, nhưng mà tổng quan cơ thể của bạn nó muốn thay đổi hiệu quả hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc cả chương trình, cả một cái chuỗi lịch tập của bạn, bao gồm ví dụ như tính calo một ngày, calo ăn gì, nấu ăn sao, ngày tập của bạn như thế nào, tính BMI, rồi khi bạn ăn tiệm mà phải ăn dinh dưỡng như thế nào, rồi meal plan từng ngày, rồi lịch tập các kiểu cấp 1, cấp 2 tới cấp 10, cấp 13, 14. Nó có cái sự tăng dần cái chuỗi quy trình bài tập và lịch tập để cơ thể của bạn, một là nó khỏe hơn, hai là nó giảm mỡ toàn thân khi bạn có cái nhu cầu giảm mỡ toàn thân, và ba là những cái bài tập đó giúp bạn khỏe và cân bằng đều, thì khi đó cơ thể của bạn nó mới thay đổi theo ý của bạn, chứ không phải là thay đổi theo ý của bạn khác, nhớ nha. Rồi, vậy nên khi mà bạn đăng ký khóa học online của Ryan Long Fitness, đây là một bài tập, một chương trình của Ryan Long Fitness có hướng dẫn video kỹ thuật rõ ràng và chi tiết để bạn tập theo trong vòng 4 hiệp, có số lần, số hiệp, mức độ, cường độ, thời gian, play, bấm vào và tập theo, cố gắng tập trung hết sức. Hãy tập và quay video gửi tôi để tôi kiểm tra kỹ thuật của bạn. Bạn phải tập đúng, tập hiệu quả, tập chính xác thì cơ thể của bạn mới trở nên khỏe mạnh hơn được.